Thế nên nếu mà áo mà da mặc lâu nó có mùi hôi thì đã vệ sinh. Mình thật hiểu bản chất về mùi hôi của da nhé. Thứ nhất, nó có hai loại mùi hôi ở trên da. Một là mùi hôi bản chất của con da. Có những con da thuộc rất là tệ thì mở kiện da phát là nó thối um lên. Bởi vì khi mà người ta kia thuộc da, người ta không loại bỏ hết những cái mỡ ở trong cái da đấy, và đến khi mà ra môi trường bình thường, vi khuẩn xâm nhập vào nó sẽ phân hủy tiếp những cái mỡ đấy, những protein còn thừa ở trong da. Đấy là mùi hôi về bản chất của da. Thứ hai là mùi hôi do con người cung cấp cho cái da đấy bằng đường mồ hôi. Trong mồ hôi mình có gì? Nó là chất thải của cơ thể. Trong đấy nó có ure, nó có ammonia, trong đấy nó có mỡ luôn. Nếu có những người da dầu mà, mọi người biết da dầu và những cái dầu ấy, mọi người thử kỵ ghét ra xem, để một thời gian kiểu diệt thôi. Bởi vì trong đấy nó có protein và sinh vật tiếp tục nó phân hủy, thì cái mồ hôi đấy ngấm vào da nó cũng sẽ cung cấp một cái lượng chất bẩn để cho sinh vật nó sinh sôi phát triển trong đấy, và nó gây ra mùi khó chịu. Thế thì cái việc đấy nó sẽ cần phải việc về vệ sinh sạch. Với mỗi loại da, với mỗi loại vị trí của áo, của quần, của giày, thì chúng ta sẽ phải có những cách vệ sinh khác nhau phù hợp.